Xin kính chào quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo. Cô chào tất cả các em học sinh thân yêu. Cô xin tự giới thiệu, tên cô là Phạm Minh Nguyệt, giáo viên trường tiểu học Hạ Long, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cô mong rằng tiết học sẽ mang đến cho các em nhiều kiến thức hay, bổ ích và lý thú. Nào, các em ơi, chúng mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng và sách vở cho buổi học ngày hôm nay chưa? Chúng ta hãy đến với bài học ngày hôm nay nhé! Bài 9. Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết tìm kết quả của phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 bằng cách đếm thêm. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 18 ra cho cô nào. Chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé! Quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào? À, quan sát tranh, chúng mình thấy các bạn chơi nhảy dây thật là vui. Có mấy bạn chơi nhảy dây? Đúng rồi, có 8 bạn chơi nhảy dây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có mấy bạn đi tới? À, có 1, 2, 3, có 3 bạn đi tới. Cô có bài toán như sau. Có 8 bạn chơi nhảy dây. 3 bạn nữa đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Muốn biết có tất cả bao nhiêu bạn, chúng mình sẽ thực hiện phép tính gì nào? Đúng rồi, muốn biết có tất cả bao nhiêu bạn, chúng mình sẽ thực hiện phép tính cộng. 8 cộng 3. Vậy 8 cộng 3 bằng bao nhiêu? Cô và các em sẽ đi tìm kết quả của phép tính này nhé. Các em có thể sử dụng chấm tròn, que tính, hình vuông hay hình tam giác đều được nhé. Trước tiên, các em hãy lấy cho cô 8 chấm tròn. Sau đó, lấy tiếp cho cô thêm 3 chấm tròn nữa. Các em đã lấy được chưa nào? Quan sát trên màn hình, cô cũng có 8 chấm tròn màu xanh. Cô lấy thêm 3 chấm tròn màu đỏ nữa. 8 chấm tròn, thêm 3 chấm tròn nữa, được tất cả bao nhiêu chấm tròn? Chúng mình sẽ thực hiện theo lời hướng dẫn của bạn voi nhé. Các bạn hãy đếm thêm 3, bắt đầu từ 8. Nào, các bạn hãy thực hiện theo yêu cầu của mình nhé. Các em đã thực hiện xong chưa nào? Chúng ta thấy 8 chấm tròn màu xanh, thêm 3 chấm tròn màu đỏ nữa. Có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Các em hãy quan sát và cùng đếm với cô nhé. Chúng ta đếm thêm 3, bắt đầu từ 8, 9, 10, 11. Vậy 8 chấm tròn, đếm thêm 3 chấm tròn nữa, được 11 chấm tròn. Vậy 8 cộng 3 bằng bao nhiêu? Thưa cô, 8 cộng 3 bằng 11. Đúng rồi, 8 cộng 3 bằng 11. Cô vừa hướng dẫn các em cách đếm thêm để tìm ra được kết quả của phép tính 8 cộng 3. Bây giờ, chúng mình hãy hướng mắt lên màn hình và xem bạn voi đếm thêm 3 như thế nào nhé. Đố bạn, 8 cộng 3 bằng mấy? Có 8 chấm tròn xanh, thêm 3 chấm tròn đỏ. Đếm thêm 3 bắt đầu từ 8. 9, 10, 11. Vậy 8 cộng 3 bằng 11. Các em thân mến, cô vừa hướng dẫn các em cách đếm thêm để tìm kết quả của phép tính cộng. Bây giờ, chúng mình sẽ vận dụng kiến thức vừa học để làm một số bài tập sau nhé. Nêu yêu cầu của bài tập số 1 cho cô nào.
À, bài tập số 1 yêu cầu chúng ta tính. Quan sát, cô có hai hình vẽ. Đây là hình vẽ các chấm tròn. Dưới mỗi hình vẽ là các phép tính tương ứng. Dựa vào hình vẽ ở hình trên, các em sẽ tìm kết quả của phép tính ở hàng dưới. Và phía bên tay phải của chúng mình cũng có lời gợi ý như sau. Đối với phép tính 8 cộng 4, chúng ta sẽ đếm thêm 4, bắt đầu từ 8. 9 cộng 3 bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ đếm thêm 3, bắt đầu từ 9. Các em hãy vận dụng cách tìm kết quả của phép tính 8 cộng 3 mà cô vừa hướng dẫn. Hãy thực hiện cho cô hai phép tính này nào. Các em đã thực hiện tìm được kết quả của phép tính 8 cộng 4 chưa? Chúng ta sẽ đếm thêm 4, bắt đầu từ 8, 9, 10, 11, 12. Vậy 8 cộng 4 bằng 12. 9 cộng 3 bằng bao nhiêu? Chúng ta đếm thêm 3, bắt đầu từ 9, 10, 11, 12. Vậy 9 cộng 3 bằng 12. Các em đối chiếu với bài làm của mình xem mình đã làm đúng chưa? Cô có lời khen những bạn đã làm đúng nhé. Như vậy, ở bài tập số 1, chúng mình vừa được ôn luyện về cách đếm thêm để tìm kết quả của phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 20. Để ôn luyện cho các em thêm ở dạng bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau qua bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 cũng yêu cầu chúng ta tính. Các em hãy vận dụng kiến thức vừa học và các em sẽ thực hiện cho cô 4 phép tính này vào trong vở bài tập toán cho cô nào. Các em đã làm xong bài của mình chưa? Cùng cô sửa bài nhé. 9 cộng 2 bằng bao nhiêu? Chúng ta đếm thêm 2, bắt đầu từ 9, 10, 11. Vậy 9 cộng 2 bằng 11. 9 cộng 4 bằng bao nhiêu? Hãy nêu cách tính cho cô nào. Thưa cô, con đếm thêm 4 bắt đầu từ 9. 9, 10, 11, 12, 13. Vậy 9 cộng 4 bằng 13. Rất chính xác, cô có lời tuyên dương bạn nhé. 7 cộng 4 bằng bao nhiêu? Thưa cô, con đếm thêm 4 bắt đầu từ 7. 7, 8, 9, 10, 11. Vậy 7 cộng 4 bằng 11. À, con đã thực hiện đúng rồi đó. Cô tuyên dương con nhé. 8 cộng 5 bằng bao nhiêu? Nêu cách tính cho cô nào. Thưa cô, con đếm thêm 5 bắt đầu từ 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vậy 8 cộng 5 bằng 13. Rất chính xác. Như vậy, các con sẽ đối chiếu với bài làm của mình xem mình đã làm đúng chưa nào. Cô Tuyền Dương, tất cả các bạn đã làm đúng bài tập số 2 nhé. Qua bài tập số 2, các em đã tìm được kết quả của các phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 20 bằng cách đếm thêm. Để cho tiết học của chúng ta thêm phần vui tươi và thoải mái, cô mời các em hãy đứng lên và chúng ta sẽ cùng nhún nhảy hát theo bạn Thỏ trong bài hát Trời Nắng, Trời Mưa nhé. Và thoải mái đúng không nào các em? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với tiết học nhé. Các em có muốn chơi trò chơi cùng với cô không? Trò chơi của chúng ta được mang tên Ong Non Chăm Chỉ.
Nào, cho các em hãy lắng nghe xem bạn ong non hướng dẫn chúng ta cách chơi như thế nào nhé. Chào các bạn, đó là chú ong non chăm chỉ. Tớ đang đi lấy mật về xây tổ. Nhưng muốn xây tổ thì các bạn phải giúp tớ trả lời đúng kết quả mọi phép tính trong các bông hoa này nhé. Nào, còn chờ gì nữa? Chúng ta cùng bắt đầu tìm mật trong mỗi bông hoa các bạn nhé. Chúng ta hãy đến với bông hoa đầu tiên nhé. 7 cộng 5 bằng bao nhiêu? Dạ thưa cô, 7 cộng 5 bằng 12. Rất chính xác. Vậy là chúng mình đã giúp bạn ong lấy được mật về xây tổ rồi đó. Tiếp đến bông hoa số 2. 7 cộng 6 bằng bao nhiêu? Dạ thưa cô, 7 cộng 6 bằng 13. Rất chính xác. Ong ơi, hãy lấy mật về xây tổ đi nào. Tiếp theo, 8 cộng 6 bằng bao nhiêu? Thưa cô, 8 cộng 6 bằng 14. Rất chính xác. Như vậy, lại một tổ ong đã lấy được mật rồi. Chúng ta đến với bông hoa màu cam xem đó là phép tính gì nhé. 9 cộng 6 bằng bao nhiêu? Dạ thưa cô, 9 cộng 6 bằng 15. Rất chính xác. Như vậy, lại một tổ ong nữa, chú ong non đã lấy được mật về xây tổ rồi đó. Chúng ta hãy đến với bông hoa màu hồng. 6 cộng 5 bằng bao nhiêu? Dạ cô, 6 cộng 5 bằng 11. Đúng rồi. Kết quả 11 đã giúp chú ong non lấy được mật về xây tổ của mình rồi. À, chỉ còn một bông hoa cuối cùng thôi, chúng mình hãy cùng cố gắng nhé. 6 cộng 6 bằng bao nhiêu? Dạ thưa cô, 6 cộng 6 bằng 12. Rất chính xác. Như vậy, chúng ta đã vừa giúp bạn ong non lấy được mật xây tổ và bạn đã hoàn thành xây xong tổ của mình rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ hướng mắt lên màn hình xem bạn ong non có lời cảm ơn chúng mình như thế nào nhé. Mình cảm ơn các bạn đã giúp mình lấy được mật để xây tổ. Mình chào tạm biệt các bạn nhé. Các em ơi, trò chơi mà chúng mình vừa tham gia cũng chính là nội dung của bài tập số 3. Cô mời một bạn đọc lại tất cả các phép tính của bài tập số 3 cho cô nào. Thưa cô, con đọc 7 cộng 5 bằng 12, 7 cộng 6 bằng 13, 8 cộng 6 bằng 14, 9 cộng 6 bằng 15, 6 cộng 5 bằng 11, 6 cộng 6 bằng 12. À, cô cảm ơn bạn. Hãy nêu cho cô cách tìm kết quả của phép tính 6 cộng 6 bằng 12. Thưa cô, con đếm thêm 6, bắt đầu từ 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À, bạn giỏi quá. Bạn đã biết tìm kết quả của phép tính cộng bằng cách đếm thêm. Cô có lời khen bạn nhé. Bây giờ các em hãy quan sát phép tính 9 cộng 6 bằng 15. Hãy gọi tên các thành phần trong phép tính cộng này cho cô nào. Thưa cô, 9 là số hạng thứ nhất, 6 là số hạng thứ hai, 15 là tổng. À, các em đã trả lời đúng rồi đó. Như vậy, bạn đã nêu được tên các thành phần trong phép tính cộng mà ở tiết trước chúng ta đã được học rồi. Qua bài tập số 3, để tìm được kết quả của các phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 20, các em có thể làm bằng nhiều cách khác nhau. Có thể sử dụng chấm tròn,
que tính hay xòe ngón tay ra đếm để tìm ra kết quả nhé. Để ôn luyện thêm về giải toán có lời văn, chúng ta sẽ cùng qua bài tập số 4. Quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào? À, quan sát tranh, chúng mình thấy tranh vẽ một đoàn tàu. Và đoàn tàu này có rất là nhiều toa. Có các hành khách đang nối tiếp nhau xếp hàng để lên trên tàu. Cô mời một bạn đọc cho cô đề bài 4 nào. Thưa cô, con đọc bài 4. Một đoàn tàu có 9 toa. Trong dịp nghỉ lễ, người ta nối thêm 5 toa nữa. Hỏi sau khi nối, đoàn tàu đó có tất cả bao nhiêu toa? À, bây giờ các em sẽ đọc thầm bài toán và cho cô biết bài toán cho chúng ta biết điều gì? Thưa cô, bài toán cho ta biết một đoàn tàu có 9 toa. Trong dịp nghỉ lễ, người ta nối thêm 5 toa nữa. Đúng rồi, bài toán cho chúng ta biết một đoàn tàu có 9 toa. Trong dịp nghỉ lễ, người ta nối thêm 5 toa nữa. Bài toán hỏi gì? Thưa cô, bài toán hỏi, sau khi nối, đoàn tàu đó có tất cả bao nhiêu toa? Đúng rồi, bài toán hỏi, sau khi nối, đoàn tàu đó có tất cả bao nhiêu toa? Muốn biết đoàn tàu có tất cả bao nhiêu toa, các em hãy suy nghĩ và làm vở toán cho cô nào. Các em đã làm xong bài của mình chưa? Cùng cô sửa bài nhé. Chúng ta thấy một đoàn tàu có 9 toa. Trong dịp nghỉ lễ, người ta nối thêm 5 toa nữa. Tức là chúng ta lấy 9 toa lúc đầu đoàn tàu có, cộng thêm 5 toa được nối thêm. Ta có phép tính 9 cộng 5 bằng 14. Và câu trả lời, sau khi nối, đoàn tàu đó có tất cả 14 toa. Bây giờ các em hãy đối chiếu với bài làm của mình xem các em đã làm đúng chưa nào. À, cô tuyên dương tất cả những bạn đã làm đúng nhé. Như vậy, qua bài tập số 4, các em đã được ôn luyện về giải toán có lời văn và đã biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 với phép tính 9 cộng 5 bằng 14. Các em thân mến, bài học hôm nay đã giúp các em biết tìm kết quả của phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Sau tiết học này, các em hãy ôn lại kiến thức để chúng mình tính toán cho thật tốt nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chân thành cảm ơn quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo và các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau nhé.